Sáng nay tại Bến Nhà Rồng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 trong nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Trong một năm thực hiện nhiệm vụ, 63 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã làm tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị cho cán bộ nhân viên Liên Hợp Quốc cũng như người dân địa phương với hơn 2.000 lượt bệnh nhân. Phẫu thuật 62 ca, trong đó có 21 ca trung đại phẫu và 41 ca tiểu phẫu. Vận chuyển thành công bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên 7 trường hợp. Trong quá trình công tác, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện luôn nêu cao tinh thần, chăm sóc và phục vụ người bệnh tận tình, chu đáo, tạo lòng tin cậy yêu mến, tin tưởng tuyệt đối với cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc. Qua đó, góp phần xây dựng được hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt là xây dựng và tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong môi trường làm việc quốc tế. Với những nỗ lực và thành tích xuất sắc, cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đã vinh dự được tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.